Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hoạt chất có tên là domperidone các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết thì domperidone là một thuốc đối kháng với các receptor của dopamine chỉ ở ngoại biên, thì nó không qua được hàng rào máu não và vì vậy nên nó có tác dụng chống nôn trung ương do ức chế các receptor dopamine ở vùng nhận cảm hóa học ở sàn não thất nằm ngoài hàng rào máu não. Và thuốc làm tăng nồng độ đẩy chất chứa trong dạ dày xuống ruột, chống trào ngược thực quản, điều hòa nhu động đường tiêu hóa, làm giãn rộng hôn vị nhưng sẽ không làm rối loạn vận động của cơ thắt. Vậy nên nếu bị muốn nôn hoặc nôn thì việc sử dụng domperidone là rất hiệu quả các bạn nhé. Và Motilium là biệt dược nổi tiếng của domperidone, có hàm lượng là 10mg rất thông dụng tại các nhà thuốc, quầy thuốc. Và thuốc này thì nên uống trước bữa ăn các bạn nhé. Nếu uống sau bữa ăn thì thuốc có thể sẽ bị hấp thu chậm hơn. Và khuyên bệnh nhân nên uống thuốc vào một thời gian cố định, thông thường thì thời gian điều trị thì sẽ không quá 1 tuần. Cũng cần lưu ý là khi các thuốc kháng axit hoặc kháng kháng tiết axit dịch vị được sử dụng đồng thời thì không nên dùng cùng lúc với các chế phẩm của domperidone, vì nồng độ axit trong dạ dày giảm thì sẽ làm giảm hấp thu domperidone, làm giảm sinh khả dụng của thuốc. Lúc này các dược sĩ cần hướng dẫn cho bệnh nhân uống domperidone sau bữa ăn.